Rồi, thế thì đầu tiên là cái câu hỏi của placeholder là nói rồi đấy, nhắc lại thôi. Placeholder thì mình cố gắng là mình sẽ giữ placeholder. Cái câu gốc của nó là nó có placeholder, nó là những cái thêm cái tag là T0, T1, T2, T3 này, thì mình sẽ giữ cái này lại để những đoạn dịch là ở giữa. Rồi câu hỏi tiếp là lúc trước đến thì sao, mình đến thì cũng phải frame, tức là cái người dịch mình đều đến là cùng cái địa chỉ, vì là mình tất cả là đều mình lưu trên cái lab hết mà, cho nên là người hiệu đến thì là cũng clone cái, cũng lấy cái địa chỉ cái kho này, cái địa chỉ này làm ra tên và tạo download team project cũng lấy về luôn, thì nó sẽ không có nhìn thấy được là không thấy một cách dễ dàng là câu nào đã được ai dịch rồi hay là chưa, thì đó là mình tự biết thôi. Tất nhiên là khi mà đi dịch cái câu, giả sử như anh là người hiểu đến, anh thấy câu này là có người dịch rồi thì anh có thể dịch lại và anh sẽ sửa lại đấy. Câu này rồi, à, đưa lại sale lại thì người ta mới, nếu mà sau này anh có thể anh muốn xem lại thì nó sẽ vào kết lab, thì nó sẽ nhìn thấy không biết này nha. Refresh này sẽ có commit khác nhau, sẽ commit mới cách đây 25 giây này. Thì trong tác anh sửa cái câu dịch cũ, sửa cái màu hồng là cái phần mà bị xóa đi, và mình màu xanh tạo mới, và nó còn cho mình thấy là cái trong cái đoạn sửa này là cái thế tóm tắt là cũng không có gì là khác, cái người người hiệu đính không có gì khác đối với cái người dịch, cũng là cùng làm việc trên trên một file, trên một file trong trong dự án, và nó sẽ tự động. Rồi em còn câu hỏi nào nữa không? À, thế thôi anh tạm dừng nhé. À, tất cả nói chung là tất cả đều được thằng Omega T này nó quản lý cho mình. Mình chỉ cần tạo tài khoản GitLab lúc đầu để anh đưa cái nhóm, và sau đó chúng ta sẽ làm việc trên cái nhóm đấy, làm việc trên cái dự án team mới là xong.